Xin chào mọi người. Hôm nay Hưng sẽ giới thiệu về những chiếc xe Fadil có thể giao ngay tại VinFast Hải Châu, số 115 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng. Và hiện tại bên Hưng đã đem về đâu đó hơn 15 xe và sẽ còn về thêm một đợt nữa để phục vụ cho tất cả khách hàng đặt xe trong tháng 6 và tháng 7. Chương trình giảm 100% lệ phí trước bạ cho VinFast Fadil sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 7 năm 2021. Và hiện tại bên Hưng đang nhận được rất là nhiều đơn hàng, cả 3 phiên bản, bản Base, bản Plus và bản Full. Bản Full thì sẽ ít xe hơn một tí và chỉ còn màu đỏ và màu trắng thôi. Còn bản như bản như bay mọi người có thể thấy đây, bản tiêu chuẩn là nó rất là nhiều. Trong dãy xe này thì chỉ có một con Plus thôi, còn lại tất cả đều là bản tiêu chuẩn cả. Đây chúng ta có một con Plus màu đỏ, còn lại là 8 con là bản bay 3 màu trắng, đỏ và xanh. Đấy, bản Plus Hương cũng làm video rồi, bản bay cũng thế. Và trong số xe này thì cũng đâu đó có gần một nửa là đã có khách hàng đặt rất là nhiều nha. Kho xe của VinFast Hải Châu thực sự rất là nhiều, nên là quý anh chị yên tâm có thể lựa xe tại VinFast Hải Châu, một showroom rất là lớn tại Hải Châu, Đà Nẵng. Ngoài ra là bên này bên Hưng còn có thêm 4 con bản bay màu đỏ và màu trắng nha. Đấy, ngoài ra là ở đây có thêm 3 con cũng bản bay luôn. Thì có thể nói là bản bay là cái bản mà khách hàng lựa chọn đa số nhất. Nó rơi vào đâu đó tầm 80% khách hàng lựa chọn. Thì bên Hưng mới có cái danh sách là nhập thật là nhiều xe bản tiêu chuẩn về. Và để phục vụ cho quý khách hàng ở trong tháng 7, bởi vì chắc chắn có lượng xe trong tháng 7 sẽ cao hơn, số người sẽ biết đến chương trình này, khách hàng biết đến chương trình này sẽ nhiều hơn. Hiện tại thì mức giá của 3 phiên bản là Hưng có đề cập rồi. Ở phiên bản tiêu chuẩn là 336.500.000, ở phiên bản nâng cao là 363.100.000, và ở phiên bản cao cấp là 395.100.000. Đấy, thì phiên bản cao cấp thường nói rồi, có hai màu thôi, màu đỏ và màu trắng, nếu và nó còn vài xe thôi, nên là anh chị nếu như mà muốn đặt màu đỏ và bản full, bản cao cấp thì liên hệ sớm cho Hưng nha. Còn phiên bản tiêu chuẩn này thì sẽ luôn luôn có sẵn hàng và rất là nhiều xe. Hơn còn một con màu xám ở tầng 2 nữa. Và màu xám và màu xanh. Màu xanh và màu xám thì hai màu này hiện tại đang rất là hot, và đặc biệt là màu xanh. Màu xanh và màu cam thì đã ngưng sơn rồi. Ở bên Hưng là còn vài xe. Đấy. Là màu trắng là màu đỏ. Đấy. Ok, cơ bản thì ở trong video này Hưng sẽ giới thiệu về những số lượng xe để phục vụ khách hàng rất là nhiều, nên là quý anh chị khách hàng yên tâm có thể lựa chọn xe tại VinFast Hải Châu. Và nếu như đang có nhu cầu về những chiếc xe này với mức giá mà Hưng đã vừa nêu thì có thể liên hệ trực tiếp cho Hưng. Đấy, một mức giá quá tốt, bởi vì trước khi có chương trình giảm 100% trước bạ là VinFast Fadil đã có chương trình giảm 10% giá xe. Như vậy thì hiện tại VinFast Fadil đang được tổng giảm là hơn 20% giá xe. Đấy, hơn 20% giá xe, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Ok, mình là Hưng, đang công tác tại VinFast Hải Châu. Nếu như quý anh chị, khách hàng, bạn bè đang có nhu cầu mua Fadil thì có thể liên hệ ngay cho Hưng vào góc like mình để bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo.